Tiếp theo chúng ta đến với hướng dẫn cài đặt nhanh thiết bị. Bước 1. Mở khe cắm thẻ nhớ, sau đó gắn thẻ nhớ vào khe. Trước khi gắn thẻ nhớ, cần ngắt nguồn điện của camera. Lưu ý, dung lượng thẻ nhớ đi kèm là 16GB, tương đương với khả năng lưu video trong thời gian 1,5 ngày với chất lượng Full HD 1080p hoặc 3 ngày với chất lượng SD 480p. Để lưu trữ được video trong thời gian dài hơn, chúng ta có thể sử dụng thẻ nhớ có dung lượng cao hơn. Bước 2. Cấp nguồn cho camera. Sau đó kết nối bộ nguồn vào nguồn điện 220V, camera sẽ tự khởi động. Bước 3. Nhấn và giữ nút Reset để khôi phục cài đặt gốc cho camera. Camera được điều khiển từ thiết bị người dùng qua mạng Internet, do đó cần lưu ý đặt camera và thiết bị người dùng trong vùng phủ sóng của thiết bị phát Wi-Fi gia đình. Điện thoại phải kết nối được với Internet để có thể quản lý và điều khiển camera. Bước 4. Cài đặt ứng dụng One Home. Người dùng quét mã QR code được in trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc tìm kiếm One Home trên ứng dụng App Store iOS hoặc CH Play Android để tải và cài đặt. Lưu ý, chúng ta cần cấp đủ các quyền truy cập vị trí, ảnh, camera, mic thoại, thông báo trước khi sử dụng ứng dụng One Home để có thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng của sản phẩm. Bước 5. Đăng ký tài khoản. Trong lần sử dụng đầu tiên, người dùng cần đăng ký tài khoản mới. Các thao tác tiến hành đăng ký gồm: Thao tác 1. Truy cập ứng dụng. Trên màn hình đăng nhập, chọn đăng ký để tạo tài khoản mới. Thao tác 2. Nhập số điện thoại, sau đó nhấn tiếp theo. Thao tác 3. Nhập vào mã OTP từ tin nhắn được gửi về điện thoại. Thao tác 4. Thiết lập mật khẩu để đăng nhập. Mật khẩu cần có ít nhất 8 ký tự, nhiều nhất 32 ký tự, trong đó có ít nhất 1 ký tự chữ và 1 ký tự số. Lưu ý cần nhớ thông tin về số điện thoại và mật khẩu để sử dụng trong lần đăng nhập tiếp theo. Trong trường hợp quên mật khẩu, có thể chọn mục quên mật khẩu để tạo mật khẩu mới. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với chức năng thêm thiết bị camera mới. Người dùng có thể tiến hành cài thêm camera mới theo một trong hai cách sau đây. Cách 1. Quét mã QR code. Thao tác 1. Sau khi đăng ký hoặc đăng nhập thành công vào ứng dụng One Home, bấm chọn nút thêm thiết bị, biểu tượng dấu cộng ở góc phải màn hình để thêm một camera mới. Thao tác 2. Trên màn hình thêm thiết bị, nhấn chọn camera. Thao tác 3. Trên màn hình thêm camera, chọn phương thức kết nối QR code. Thao tác 4. Cắm nguồn, nhấn và giữ nút Reset trên camera cho tới khi có âm thanh thông báo camera sẵn sàng hoạt động. Nhấn chọn đã nghe thấy âm thông báo. Thao tác 5. Trên màn hình kết nối mạng, nhập vào tên mạng Wi-Fi và mật khẩu. Sau đó bấm nút xác nhận. Chờ cho tới khi camera phát ra thông báo, vui lòng quét mã QR code thì thực hiện thao tác tiếp theo. Thao tác 6. Đưa màn hình điện thoại quét QR code hướng về phía trước của camera, nên đặt cách camera khoảng 10 đến 15cm cho tới khi nghe thấy camera thông báo đã nhận được mật khẩu, vui lòng chờ kết nối. Sau đó chọn vào nút đã nghe thấy, đã nhận được mật khẩu. Lưu ý nên đặt thiết bị camera ở gần thiết bị phát Wi-Fi nếu dùng kết nối không dây trong khoảng cách 2-3 mét. Chúng ta đợi cho tới khi camera phát thông báo kết nối mạng thành công nếu camera kết nối tới mạng thành công. Kết nối Wi-Fi không thành công, vui lòng xác nhận mật khẩu Wi-Fi hoặc kiểm tra thiết lập bộ phát Wi-Fi nếu camera không kết nối tới mạng thành công. Trong trường hợp không kết nối được với Wi-Fi, người dùng cần kiểm tra lại mật khẩu Wi-Fi, bộ phát Wi-Fi, sau đó bấm nút Reset của camera và tiến hành lại các bước ở trên, từ thao tác 4 trở đi. Thao tác 7, chúng ta nhập vào tên thiết bị và chọn phòng cho thiết bị. Trong trường hợp chưa có phòng, bấm chọn thêm phòng để tạo phòng mới. Bấm nút Hoàn thành để chuyển sang màn hình Live View. Người dùng có thể theo dõi và điều khiển camera từ màn hình này. Quá trình thêm thiết bị mới tới đây hoàn tất. Cách 2. Kết nối thông qua mạng Wi-Fi, AP Mode. Thao tác 1. Sau khi đăng ký hoặc đăng nhập thành công vào ứng dụng One Home, bấm chọn nút thêm thiết bị, biểu tượng trên màn hình để thêm một camera mới. Thao tác 2. Trên màn hình, thêm thiết bị, nhấn chọn camera. Thao tác 3. Trên màn hình thêm camera, chọn phương thức AP Mode. Thao tác 4. Cắm nguồn. Nhấn và giữ nút Reset trên camera
cho tới khi có âm thanh thông báo camera sẵn sàng hoạt động, nhấn chọn đã nghe thấy âm thông báo. Thao tác 5, chọn mạng Wi-Fi của gia đình để kết nối, nhập thông tin Wi-Fi mà camera sẽ được kết nối tới. Thao tác 6, kết nối với mạng Wi-Fi được phát từ camera. Trên màn hình chờ kết nối, bấm kết nối Wi-Fi, điện thoại sẽ tự động rời khỏi ứng dụng One Home và chuyển sang màn hình cài đặt của hệ thống. Lựa chọn mạng Wi-Fi từ camera có tên dạng camera gạch dưới BX gạch dưới VNT gạch dưới XXX để kết nối. Nhập mật khẩu 123456678, sau đó nhấn kết nối. Chúng ta quay trở lại ứng dụng One Home. Chờ cho tới khi nghe thấy thông báo kết nối mạng thành công, thì bấm chọn nghe thấy kết nối thành công. Quá trình kết nối với camera tới đây hoàn tất. Tại cửa sổ tiếp theo, nhấn bắt đầu sử dụng camera. Lưu ý, trong trường hợp camera phát thông báo kết nối Wi-Fi không thành công, người dùng vui lòng xác nhận lại mật khẩu Wi-Fi hoặc kiểm tra thiết lập bộ phát Wi-Fi, sau đó thực hiện lại các bước ở trên từ thao tác 4 trở đi. Thao tác 7, chúng ta nhập vào tên thiết bị và chọn phòng cho thiết bị. Trong trường hợp chưa có phòng, bấm chọn thêm phòng để tạo phòng mới. Bấm nút hoàn thành để chuyển sang màn hình Live View. Người dùng có thể theo dõi và điều khiển camera từ màn hình này. Quá trình thêm thiết bị mới tới đây hoàn tất. Ngoài ra, với ứng dụng thông minh One Home, chúng ta còn rất nhiều các tính năng thông dụng và nổi bật khác như tính năng tạo nhà, tính năng tạo phòng, tính năng thêm gỡ camera, tính năng xem danh sách camera. Sau khi cài đặt và kết nối thành công các camera với ứng dụng One Home, người dùng có thể tháo nguồn, di chuyển, lắp đặt camera vào vị trí cố định để quan sát trong nhà cũng như ngoài trời. Với camera trong nhà Home Vision HVIP01. Bước 1, chúng ta đánh dấu điểm khoan ốc vít chân đế, vị trí được lựa chọn để đặt camera. Bước 2, khoan lỗ tại các điểm đã đánh dấu, lắp đặt các hạt nở, bắt vít chân đế để cố định đế treo. Bước 3, gắn thiết bị vào chân đế và cố định camera. Với camera ngoài trời Home Vision HVOF01. Bước 1, đánh dấu điểm khoan ốc vít chân đế, vị trí được lựa chọn để đặt camera. Bước 2, bóc mặt dán keo của tấm đệm, dán lên bề mặt cần gá. Bước 3, thực hiện khoan lỗ tại các điểm đã đánh dấu, lắp đặt các hạt nở. Bước 4, gắn chặt đế camera bằng ốc vít đi kèm theo thiết bị. Bước 5, dùng phụ kiện lục giác nới lỏng các vít tại ba khớp xoay của camera. Xoay camera theo hướng mong muốn, sau đó siết chặt lại các vít trên. Trong trường hợp vị trí lắp đặt camera ở ngoài trời được triển khai bằng mạng dây, cần lắp đầu bịt chống nước theo hướng dẫn, luồn dây mạng qua các chi tiết của cáp chống nước trước khi bấm đầu mạng. Lưu ý, vị trí lắp đặt các camera được chọn cần đảm bảo tầm quan sát tốt của thiết bị, tính thẩm mỹ và nằm trong vùng phủ sóng của thiết bị phát Wi-Fi gia đình, gần nguồn điện. VNPT Technology, công nghệ cho cuộc sống.